Sáng ngày 21 tháng 7, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ bạo hành bé NTVA 8 tuổi dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, sau hơn 1 giờ thẩm vấn và làm các thủ tục, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án. Khoảng 8 giờ, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái bắt đầu diễn ra. Mẹ của bé NTVA cũng có mặt và là đại diện hợp pháp của bé trong vụ án. Tại tòa, chủ tọa cho biết trước phiên xử 2 ngày, hội đồng xét xử nhận được các đề nghị của hai luật sư xét xử vụ án công khai, xác định tỷ lệ thương tích của bị hại, đồng thời xác định bị cáo Thái là đồng phạm giết người của bị cáo Trang. Sau khi nghe luật sư và viện kiểm sát có ý kiến, đúng 9 giờ hội đồng xét xử vào phòng nghị án hội ý. Khi trở lại phòng xử, theo hội đồng xét xử nhận thấy căn cứ vào điều 205, 206, 207 Bộ luật hình sự, việc xác định thương tích là bắt buộc. Hội đồng xét xử cho rằng cần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung, xác định lại tỷ lệ thương tích của bị hại theo yêu cầu của luật sư. Về việc xác định bị cáo Thái có phải là đồng phạm của Trang không thì phải chờ kết luận điều tra bổ sung, tòa án sẽ xét xử theo việc đề nghị và truy tố. Khoảng 9 giờ 30, hội đồng xét xử ra quyết định hoãn xử vì không thể thực hiện việc giám định thương tích ngay tại phiên xử. Ngày mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau. Sau khi kết thúc, hai bị cáo được áp giải ra xe trong những tiếng la hét của người dân. Người dân tập trung đông đúc phía trước cổng từ lúc phiên tòa diễn ra cho đến kết thúc, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Các cơ quan chức năng phải điều động lực lượng để phân luồng giao thông. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.